Nhật Tây Audio trân trọng kính chào tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh review sản phẩm của Nhật Tây ha. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiến hành hướng dẫn cho tất cả anh chị và các bạn chúng ta cái cách mà mình sử dụng về dòng sản phẩm loa kéo điện công suất lớn có tên là NT1504 phiên bản FS ha. Thì với dòng sản phẩm này là một trong những dòng sản phẩm karaoke cao cấp sử dụng bằng vang số rất là dễ chỉnh anh chị. Chỉ với một thao tác là một nút bấm mà thôi thì chúng ta sẽ về lại cái mặc định ban đầu, không cần phải chỉnh gì cả. Kể cả nhà chúng ta có con nít đi có bị phá gì thì chúng ta cũng không có sợ ha. Thì sau đây thì Nhật Tây sẽ hướng dẫn cho tất cả anh chị và các bạn nha. Thì khi mà đem hàng về, anh chị nhận hàng này về ha, chúng ta sẽ kết nối ha. Cái việc đầu tiên chúng ta sẽ kết nối cái loa cặp full 30 khi mua về thì trước khi mình mở nhạc thì mình sẽ kết nối dây nhờ độ kê hết đã. Thì ở đây sẽ có một cái jack bít tông nha. Thì anh chị chúng ta chỉ cần chúng ta chỉ cần cắm cái dây bít tông này vào đây nha, cổng số 4 nha. Mình cắm vào cổng số 4 nè, rồi từ cái cổng số 4 đó nó sẽ là một cái đầu bít tông, rồi qua trái hay qua phải đều được cả ha. Thì một cái vào cái đầu bít tông này vào đây được chưa, cổng còn lại thì chúng ta sẽ đưa vào cổng nào cũng được hết. Xoay qua bên phải cái nó cái tạch cái ha. Rồi thì sau khi lên cái đó rồi chúng ta sẽ đi từ cái bít tông lấy âm thanh từ cái bít tông bên này dây này ha, còn lại rồi chúng ta sẽ đưa qua loa này là nó sẽ có tiếng. Thì đầu tiên là cái cách kết nối nó như vậy. Rồi ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là cách bật tắt và sử dụng như thế nào ha. Thì sẽ hướng dẫn từ cái cách bật tắt và mở trở lại ha. Thì đầu tiên thì người ta sẽ tắt đi. Khi tắt thì chúng ta lưu ý nha, hạ hết tất cả âm lượng của bốn kênh này xuống rồi bắt đầu bấm tắt ha. Rồi sẽ tắt luôn cái vang số này, tắt luôn cái micro nè, tắt luôn cái nâng tiếng nè. Đấy, rồi đó là cách tắt ha. Bây giờ đây là chúng ta mua về thì chúng ta sẽ chỉnh như thế nào. Chúng ta sẽ đầu tiên sẽ mở lên ha, cắm dây điện. Nhật Tây sẽ làm một cái dây điện sẵn rồi ở đằng sau đó, anh chị lồng một cái dây điện đó cắm nguồn vào rồi chúng ta sẽ mở lên từ trên xuống dưới nha, từ trên xuống dưới được chưa, mở từ trên xuống dưới. Rồi sau khi mở từ trên xuống dưới thì chúng ta sẽ tiến hành kết nối Bluetooth cái đã nha. Kết nối Bluetooth chúng ta sẽ bấm vào đây nè, ở trên cái thiết bị của mình nó sẽ trên cái nâng tiếng này sẽ kết nối được với Bluetooth nha. Thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút này nè, bấm vào cái nút BT. Rồi đó, khi nào mà nó mất cái đèn vàng chỗ này đi là nó đã bắt đầu kết nối Bluetooth ha. Thì chúng ta sẽ bắt đầu mở ra và dò cái thiết bị ha. Chúng ta giống như mở điện thoại thôi. Thì ở đây thì Nhật Tây mở ở trên cái máy tính, mở ở trên cái máy tính thì Nhật Tây cũng dò Bluetooth giống như những cái thiết bị kia ha. Thì ở đây nó có cái tên này nè anh chị, đây cái tên thiết bị của nó là TM Optico ha, TM Optico. Thì chúng ta sẽ bấm vào cái thiết bị có tên này ha. Rồi sau khi bấm xong thì nó sẽ hiển thị chữ connected hoặc là đã kết nối. Thì sau khi kết nối thành công thì chúng ta sẽ lên YouTube, chúng ta mở một bài nhạc nào đó ha, mở một bài nhạc lên. Rồi sau khi mở nhạc xong thì chúng ta cần phải lên nè, màn nhỏ từ từ ha, lên 4 kênh, lên 4 kênh. Thì ở đây Nhật Tây đang thiết kế cho dòng sản phẩm này 4 kênh. Kênh thứ nhất là của bên trái cái thùng loa dưới ha, kênh thứ hai là của bên phải được chưa, kênh thứ ba là của sub nha, và kênh thứ tư là của cặp full 30 đó, thiết kế rất là khoa học luôn. Thì chúng ta cần phải biết khi nào chúng ta muốn nghe cái loa nào đó thì chúng ta dặn cái âm lượng của loa đó lên ha. Nghe bên trái thì dặn bên trái, nghe bên phải thì vặn bên phải, nó nghe tất cả thì vặn đều lên nấc giữa hết, ở nấc giữa ha. Rồi đó, bây giờ là nó đã có nhạc rồi nè, nó đã có nhạc nhỏ nhỏ nè. Rồi chúng ta sẽ đưa về chế độ như thế nào ha. Chúng ta sẽ chọn cái mức, chọn chế độ ở đây nè anh chị, nó có một cái nút chỉnh ở đây ha, nó có nút chỉnh ở đây nè, chữ mo đe nè, mo ha, bấm mo và chuyển về số mo M1 ha, mo M1 enter cái. Rồi đó là nó sẽ về cái mức mặc định mà Nhật Tây đã set up cho cái vang số cũng như là dàn karaoke này một cách hay nhất có thể rồi ha. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần lên nhạc thôi, lên nhạc đây, lên nhạc thì có cái nút nhạc ở đây ha, đó có một cái nút nhạc ở đây nè, nó chữ ghi chữ music nè, effect nè, mix nè. Music là nhạc ha, effect là cái độ hòa trộn, độ vang á, độ vang cũng như là echo reverb á.
thì nó sẽ nằm ở cái nút này. Thì chúng ta muốn vang nhiều á thì chúng ta chỉnh vang lên. Nếu như mà muốn vang nữa thì ở đây Nhật Tây đã set lên 90 luôn rồi ha. Set vang đây là set đang set 90 luôn rồi. Đó. Rồi. Mic, nút mic. Đây là âm lượng của micro của mình đó. Âm lượng của micro. Thì micro anh chị muốn lớn nhỏ gì đó thì tùy mình ha. Thì ở đây Nhật Tây đang chỉnh cái mic ở mức 80 luôn rồi ha. Mức 80 luôn rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần tăng nhạc và hát thôi. Tức là khi chúng ta bấm vào M1 ha, bấm mo nè, mo nè, chế độ số 1. Chúng ta bấm enter thì nó sẽ về lại cái mặc định là micro echo reverb, là nó sẽ về cái mức hay nhất có thể rồi. Thì chúng ta chỉ cần lên nhạc thôi, tăng cái nút nhạc này lên đó, tăng cái nút nhạc này lên là hát thôi, không cần chỉnh gì nữa đó, nó rất dễ là như vậy. Và bây giờ là cái cách chỉnh lại được cái echo mic lớn nhỏ như thế nào ha. Thì đây là cách chỉnh chuyên sâu. Thì nếu như mà mình muốn cái mic á, thứ nhất là nó lớn hơn ha, cái mic lớn hơn thì sẽ có như thế nào. Chúng ta sẽ chỉnh như thế này nè, tăng lên 90 hoặc là 99 gì đó, chúng ta sẽ tăng nút chỉnh ở đây. Thì muốn mic lớn hơn thì tăng chỉnh ở đây ha. Còn ví dụ như muốn cái độ vang echo, cái độ lại lặp lại á, alo 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 alo, alo nó lặp lại nhiều thì chúng ta sẽ tăng cái echo lên. Muốn cái reverb tăng nhiều thì chúng ta sẽ tăng cái reverb lên nè. Bây giờ thử ha. Thử luôn. Bây giờ thì Nhật Tây sẽ thử tắt đi echo ha, tắt đi echo luôn, chỉ mở reverb thôi ha. Đây, chúng ta nhấn đèn echo sáng lên, được chưa? Chúng ta sẽ xoay cái nút mic nè, cộng trừ nè, bấm đèn sáng trở lại nè ha. Rồi nó giảm về không là nó không còn echo nữa mà nó chỉ còn lại độ vang của reverb. Bây giờ chúng ta nói nè, Ali, hi. Thì khi đó nó chỉ còn lại là reverb thôi, nó không lại không còn echo nữa. Giờ muốn tắt luôn cái reverb đi. Muốn tắt cái reverb đi. Ali, là nó không còn hiệu ứng gì luôn ha. Nó không còn hiệu ứng gì hết. Bây giờ chúng ta ví dụ như giả sử như mà chúng ta muốn cái lặp lại á, cái delay nó lặp lại nhiều một chút xíu thì chúng ta sẽ tăng này, cái tăng phần echo lên. Này, tăng lên đi. Lên. Đó. Anh chị nghe cái độ echo là vậy ha. Còn bây giờ cái độ reverb là độ vang nè, muốn cái độ vang tăng lên nữa thì tăng chỉnh xuống reverb vang ha. Lên. Đó, nó sẽ vừa có vang, vừa có echo, vừa có reverb luôn nha. Lên. Đó. Thì đó là cái cách chỉnh. Nếu như mà chúng ta cảm thấy vang reverb nó không hài hòa thì hãy đưa về cái chế độ M1 mà Nhật Tây đã chỉnh sẵn ha. Nhật Tây đã chỉnh sẵn rồi, M1 nè. Đó, thì nó sẽ về được cái mặc định ban đầu Nhật Tây đã chỉnh. M2 là gì? M2 là như là echo ít reverb nhiều. Còn M3 là reverb ít echo nhiều. Nhưng mà thường thì Nhật Tây chỉ sử dụng ở chế độ số 1 thôi nha. Đó, thì chúng ta sẽ chỉnh như vậy ha. Ví dụ như trong hai cây mic mà nó muốn cái một cây, một người hát nhỏ, một người hát lớn thì chúng ta sẽ tùy chỉnh từng cây ha, bằng cái núm xoay này. Cây này muốn lớn lên thì chỉnh riêng cây này muốn lớn hơn thì chỉnh riêng bên đây. Ok chưa? Rồi. Ở đây thì rồi, đó là về phần vang số. Khi đó là chúng ta chỉ hát thôi, còn về còn cái này là cái nâng tiếng. Nâng tiếng thì anh chị cứ đưa về giữa hết giúp Nhật Tây ha. Đưa về giữa hết đã rồi Nhật Tây sẽ giải thích từng cái chức năng riêng luôn. Cái nút này thì luôn luôn bật sáng đèn hết nha anh chị, luôn luôn bật sáng đèn hết. Tức là cái phần này là nó chỉ lọc từ cái tần số là 50Hz đó. Thì chúng ta bấm sáng đèn hết. Bấm sáng đèn hết. Rồi chúng ta sẽ nhớ cái chức năng của nút này. Đây là nút low mix, tức là nó sẽ chỉnh thiên về âm trầm nha. Chúng ta muốn cái tiếng nhạc nó tiếng trầm nhiều một chút, hoặc gọi là tiếng bass á, tiếng bass nó nhiều một chút thì chúng ta sẽ tăng cái này lên ha. Muốn mỏng tiếng bass vừa phải thì hạ xuống ha. Còn tone này là làm cái giọng của ca sĩ cũng như là những cái giọng mà của âm trung đó, nó sẽ được làm méo đi cho cái nhạc nó uyển chuyển và nó hay hơn, nó hài hòa hơn so với lại một cái chưa có tune ha. Còn recesso này tức là chế độ nhạc ha, chế độ nhạc cổ điển rồi nhạc pop ha. Còn hai mid này là treble, chúng ta chỉ cần quan tâm tới chủ yếu là hai cái nút này, còn hai nút này để ở giữa nha. Hai nút này thì luôn luôn đặt ở giữa. Low mid là bass, hai mid là treble ha. Muốn cái sáng tiếng hơn á thì chúng ta sẽ tăng cái hai mid lên, tức là âm treble ha, hai mid là tăng sáng tiếng hơn về cái tiếng hát của nhạc ha. Chứ cái mic thì nó không có tác dụng đâu, tại vì Nhật Tây đang sử dụng mic trực tiếp của vang số luôn, không qua thằng nâng tiếng này đâu. Nhật Tây chỉ dùng cái nâng tiếng này để lấy nhạc thôi, để ra cho cái nhạc nó hay hơn thôi ha.
Rồi, à, bên này chúng ta chỉnh như thế nào? Thì bên đây chúng ta sẽ chỉnh như vậy. À, cái này là của bên này, còn cái bên thứ hai á, kênh hai là của bên này. Đó, nó phân biệt ra rõ ràng luôn. À, về còn cái nút pha này là tức là cái nút đảo pha đó anh chị. Nếu như mà mình có đấu lộn cực á, đấu lộn cực âm và cực dương á, tức là tín hiệu á, thì chúng ta sẽ bấm vào đây để đổi pha lại đối với cái đường tiếng súp thôi ha, đối với đường tiếng súp. Nhưng mà chúng ta không cần đâu, cái này thì chúng ta cứ để nguyên như vậy, không cần bật cái sáng đèn này nha. Còn cái này là cái gì? À, cái nút này là nút của súp, à, nút của súp nó không có chức năng đâu. À, tại vì súp bây giờ Nhật Tây cũng đi thẳng từ thằng vang xuống rồi ha, từ thằng vang xuống thẳng súp rồi. Cái nút này thì cứ tăng hết cỡ đi cho nó sáng đèn, cho nó quay vòng tròn cho nó đẹp thôi. Chứ còn về cái chức năng thì nó chỉ có chức năng của hai bên này thôi, chứ nút này nó không có tác dụng nha. Rồi, display nè, display là cái màn hình thôi, chúng ta bấm chỗ này chớp nháy cho nó đẹp ha. Rồi, đó là về phần cái năng tiếng. Còn cái micro thì người ta sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn ha. Chúng ta sẽ đưa về đây ha. Tại vì cái vang này người ta đang chỉnh ở cái âm lượng như thế này ha. Chúng ta muốn trong một trong hai cây mic, ví dụ như giả sử mic A và mic B đi, hai người hát song ca mà cái giọng cái cây mic mà có cái tần số 0.28 này là một người nam giọng khỏe đang hát thấy đủ rồi, nhưng mà người nữ ở bên 1.81 đang cầm, người ta hát không nổi thì mình sẽ tăng lên cái âm lượng bên đây ha, âm lượng của cái cây riêng của cây này nè, tăng lên một cái ha, để mà làm gì, để cho nó ra cái âm thanh cho nó lớn tiếng hơn so với lại cái cây bên kia ha, thì chúng ta sẽ hát tốt hơn. Rồi, đây là về cái chức năng của cây mic ha. Cái núm xoay này là có chức năng như vậy. Còn với mấy cái nút này là cái gì? Nút này để chỉnh cái tần số đó anh chị. Đây là 0.28 nè. À, ví dụ như cây mic nó phải trùng tần số nó mới có tiếng được ha. Đây, 1.81 là của bên đây, được chưa? Đó, 1.81 là của bên đây ha. Rồi bây giờ giả sử như nó bị lạc tần số đi, hoặc là nó cũng là 1.81, trong cây mic này cũng là 1.81 nhưng mà nó không có, thì chúng ta cần phải dò tần số nó lại ha. Thì khi mà Nhật Tây đưa sản phẩm này về cho anh chị á, thì Nhật Tây đã khóa lại rồi. Thì giờ bây giờ chúng ta sẽ mở khóa ha. Khi mà khóa thì không có bấm được gì cả ha. Chúng ta sẽ mở khóa bằng cái cách nào? Coi từ từ ha anh chị. À, không có tua ha. Bấm một nút nè, bấm một cái lên. À, bấm một cái nút ở giữa được chưa? Để nguyên. Nó sẽ hiển thị chữ lock on. Chúng ta bấm lên cái, bấm xuống cái ha, lên cái rồi xuống cái. Lên cái rồi nè, nó sẽ nháy xuống. Rồi, xuống được chưa? Bấm nút xuống. Và nó sẽ ra chữ lock off. Chúng ta bấm nút ở giữa để xác nhận. Rồi, chúng ta đã mở khóa thành công. Thì khi đó chúng ta có thể là bấm lên bấm xuống được rồi. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ dò tần số nè ha. Bấm cái nút ở giữa một cái, nó thể hiện thị chữ IR. Cái đèn này nó sẽ chớp nháy. Chúng ta sẽ đưa cái cây micro này, đưa mở nguồn của cây micro lên. Mở nguồn của cây micro lên nha. Nè, mở nguồn lên. Rồi chúng ta sẽ đưa cái chỗ này nè. À, chị thấy không? Cái chỗ này nè. Vào cái đèn đỏ này. Được chưa? Rồi, đưa nè. Đưa vào đèn đỏ nha. Đó, như vậy là nó sẽ về đúng tần số lại nè chị. Như vậy là nó đã có tiếng rồi đó. À, nó đã có tiếng rồi đó ha. Thì sau khi chúng ta chỉnh lại xong rồi thì mình khóa lại ha. Mình khóa thì mình sẽ bấm như thế này. Bấm nút giữa cái ha, nó về chữ. Bấm nút giữa nè. Bấm tiếp. Khi nào nó về chữ lock, chúng ta dừng ở đó. Chúng ta sẽ bấm lên lại. Được chưa? Nó sẽ thành lock on. Lock on rồi chúng ta sẽ bấm ở giữa để xác nhận. Rồi chúng nó nói là mình đã khóa rồi. Thì khi nào mà trường hợp mà chúng ta bị lạc tần số hoặc là micro không có tiếng á, nó không có báo đèn xanh ở trên này nè, là mất tín hiệu rồi, thì chúng ta sẽ set lại như vậy ha. Rồi, đây mở khóa, khóa lại nè. Bấm. Rồi bấm lên lock on. Rồi, như là đã khóa thành công. Thì về dòng micro, về dòng loa này thì nó rất là dễ như vậy thôi, nó không có gì khó cả ha. À, chúng ta chỉ với một thao tác là chọn chế độ M1 nè, MO1 nè đúng không? Bấm chế độ MO nè, nó về số 1 đúng không? Enter cái. Đó, rồi chúng ta sẽ bắt đầu tăng âm lượng của nhạc lên thôi.
ta phải làm sao chỉnh cái nhạc á nó phải nhỏ hơn cái giọng ca của mình. Tức là khi mà mình hát karaoke đó thì mình cần phải cái giọng hát của mình nó phải lớn hơn nhạc. Lớn hơn nhạc thì hát nó mới hay được nha. Lớn hơn nhạc thì hát nó mới hay được. Tiếp theo thì sau khi chỉnh xong rồi, ví dụ như chúng ta chơi ở trong nhà thì nhiêu đó là đã đủ rồi. Chẳng hạn như tăng nhạc lên 50-60 là đã đủ rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta ra ngoài trời thì chúng ta muốn lớn hơn thì chúng ta sẽ đẩy bốn cái kênh này ha, đẩy bốn cái kênh này lên. Đẩy vừa thôi anh chị ha, đẩy lên nè, đẩy lên nè. Rồi, chúng ta đẩy bốn cái kênh của cục đẩy lên cho nó lớn lên để làm gì? Để tăng công suất của tất cả các loa nó đi đồng bộ với nhau và nó lớn hẳn lên luôn nha. À, chúng ta cũng không cần phải tăng nhạc này quá lớn, khi ở khoảng chừng 60-70 là nó rất là lớn rồi. Cái cách sử dụng của cái loa này rất là dễ, vô cùng dễ luôn ha. Thì Nhật Tây cũng chia sẻ về cho anh chị và các bạn, cũng như là hướng dẫn cho tất cả quý khách hàng của Nhật Tây cái cách mà sử dụng khi mà chúng ta hát karaoke rồi chúng ta sẽ chỉnh như thế nào nha. Thì nhìn chung thì đây là một dòng sản phẩm dành cho tất cả quý khách hàng nào chúng ta thực sự là không biết chỉnh gì cả, cũng chẳng cần phải am hiểu về kỹ thuật gì nhiều cả. À, cứ đưa về M1, đưa về chọn chế độ M1, enter một cái, được chưa? Enter một cái rồi chúng ta sẽ tăng nhạc lên, đủ độ nhạc lớn thì chúng ta hát. Còn muốn lớn nữa thì chúng ta sẽ tăng bốn cái kênh này thôi. Tăng bốn cái kênh này cho nó lớn hơn thôi, nó sẽ đồng bộ với nhau luôn. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ hát karaoke chẳng cần chỉnh gì cả. Thì đây là một trong những cái dòng sản phẩm mà Nhật Tây phải nói là đã chỉnh rất là chi tiết ha, chỉnh rất là kỹ, rất là chi tiết. À, không nói xạo với anh chị ha. À, không nói điêu ấy. Là cái dòng sản phẩm này Nhật Tây đã dành thời gian là khoảng 3 ngày để mà chỉnh. Khoảng 3 ngày để mà chỉnh, bởi vì sao? Nhật Tây đã canh chỉnh từng cái tần số một, từng cái giải tần âm thanh một ha. Từ giải tần âm thanh của thằng micro, đây những cái âm thanh tần số 6 Nhật Tây đã bỏ đi rồi. À, tần số 6 là tần số gì? Là tần số gây hú hoặc là gây ù gì đó. Nhật Tây đã bỏ đi hết rồi. Đây, Nhật Tây đã chỉnh như thế này và cho âm thanh rất là tuyệt vời. Ráp loa thì nó nhanh lắm anh chị, nhưng mà chỉnh á, chỉnh loa và nghe hay á, thì nó mới lâu, và đó mới là cái điều cần thiết, chứ ai cũng ráp được hết á, để đồ vô là ráp được à. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết là âm thanh nó có đủ hay không, nó hay hay không, hát nó có bị hú hay không, thì đó là một cái thành công đối với là một cái dầm vàng âm thanh dùng để hát karaoke. Về cái dòng sản phẩm này nó có echo, reverb, rồi chia kênh, nó có tới 8 line ha. Ở đây sử dụng 1, 2, 3, 4 rồi thì nó sẽ còn lại 5, 6, 7, 8. Chúng ta có thể là đấu thêm loa, nếu mà chúng ta có thêm cục đẩy ha, thêm một cục đẩy nữa, đấu thêm loa này kia này nữa thì dòng vang số này vẫn có thể là đáp ứng được những cái nhu cầu cho anh chị luôn. Rồi, nó chỉnh được echo, reverb ha. Echo, cái tiếng echo, reverb của nó rất là hay luôn anh chị ha, nó rất là hay luôn. Nhiều tay không có chỉ về cái phần mềm này nữa, tại vì nếu mà anh chị nào muốn quan tâm về phần mềm này thì Nhật Tây sẽ làm một cái video khác ha. Còn với đây thì Nhật Tây đã dành thời gian chỉnh rồi. Khi mà đứng đây nè, nó có giọng echo reverb ha. Và ở đây cái khả năng chống hú thì Nhật Tây thấy nó rất là tốt luôn anh chị ha. Đứng trước loa mà mình không sợ bị hú, mà Nhật Tây thậm chí là để cái micro rất là xa, nhưng mà anh chị nghe không? Âm thanh nó vẫn hút, nó vẫn hút được cái giọng hát của giọng nói của Nhật Tây và đưa vào trong cái loa. À, anh chị có nghe không ạ? Để thử alo thử ha. Lục 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 sáu 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 bảy bảy hai liên. À, đó là một trong những cái gọi là cái điều tuyệt vời nhất của dòng vang số này đem lại, và một cái điều tuyệt vời nhất mà Nhật Tây sẽ trong thời gian tới sẽ ráp những cái dàn này cho khách hàng để mà đem lại cái chất lượng âm thanh karaoke thoải mái nhất, tuyệt vời nhất có thể khi mà mình hát karaoke ha. Video này cũng hơi dài rồi thì Nhật Tây cũng xin được tạm ngừng nó ở đây. Nếu anh chị có quan tâm và mua hàng của Nhật Tây thì có thể là vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0797 ha 989656, hoặc là đến trực tiếp địa chỉ của chúng tôi ở tại số 8B5 đường Hà Huy Giáp, phường Thành Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nha. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi.
Nếu anh chị cảm thấy hay và hữu ích thì mong anh chị và các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh nè, bấm like video này, và nhấn chuông thông báo để nhận được những cái video review sản phẩm mới nhất của Nhật Tây ha. Ngoài những dòng sản phẩm này ra thì Nhật Tây còn rất nhiều dòng sản phẩm khác giá rẻ trên thị trường, chỉ từ hơn 5 triệu. Giống như sản phẩm này chỉ là 5 triệu chín thôi. Đó, nó rất nhiều mẫu sản phẩm đẹp, cao cấp, công suất lớn hay với giá thành cực kỳ rẻ luôn nha. Rồi, Nhật Tây cảm ơn chị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video review tiếp theo. Bye bye.